hàng thích nhà diện tích rộng thì đừng bỏ lỡ video này. Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay một cụm dự án rất là mới gửi tới quý khách hàng với cái diện tích từ 40 cho tới 43 mét vuông, thiết kế và xây dựng là 3 tầng, ô tô vào tận cửa. Vị trí của nó thì giáp với địa phận Hoài Đức, giáp với Hà Đông, cụ thể thì nó thuộc Đại Thành Quốc Oai thưa quý vị. Dự án qua cái cụm dự án này thì có tổng là 13 căn và đã bán 6 căn rồi mọi người ạ. Đó. Ngọc Ánh sẽ quay một căn mẫu để gửi tới cho quý vị. Kia là đường ngõ ô tô và ô tô có thể vào tận trong nhà. Ngõ thực tế ở trước nhà đây rất là rộng mọi người nhá. Nếu như để mà nói ngõ thực tế ở trước nhà thì nó hơn 3 mét, nó gần 4 mét cơ. Đấy. Và ở đây thì có hai hướng, hướng nhà Tây Nam và hướng Đông Bắc. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá một căn nhà mẫu. Ở đây là tổng quan dự án đây mọi người ạ, 13 căn, tất cả 4 căn ở mặt ngoài, còn lại thì là ở phía bên trong. Tổng là 9 căn và mời quý vị theo em vào khám phá ngôi nhà. Đây. Đây là phần không gian tầng 1 của ngôi nhà với căn nhà hướng nhà là hướng Tây Nam, mặt tiền trên 4 mét cho nên thiết kế ngoài cái phần cửa chính thì ở đây chủ nhà có thiết kế cho quý vị một phần cửa sổ, một cái ô cửa sổ. Với thiết kế của ngôi nhà này thì cửa chính hai lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ kính. Từ vị trí ngôi nhà này đi làm thuận lợi ở đâu ạ? Từ vị trí ngôi nhà này ở gần với trường đại học Phenica, gần với cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương. Nếu như để mà so sánh tương đương thì vị trí này nó gần như là tính từ khu đô thị Đô Nghĩa đi vào thì từ vị trí ngôi nhà này nó gần như với tổ 16 phường Yên Nghĩa quận Hà Đông ấy mọi người ạ. Cái khoảng cách, cái quãng đường nó tương đương như vậy cho nên nó phù hợp với bác nào đi làm ở theo cái trục đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, hoặc là quý vị đi làm ở Hoài Đức, đi làm ở Quốc Oai, đi làm ở Chương Mỹ đều rất là hợp lý. Giá bán thì cực kỳ rẻ, chưa đến 2 tỷ một căn. Chưa đến 2 tỷ một căn mà diện tích 40m đến 43m, xây dựng là 3 tầng, giá bán cả nhà và đất, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Và với cái căn nhà này thì có thể hỗ trợ cho quý vị lên tới khoảng tầm 1 tỷ tiền ngân hàng mọi người nhá. Căn nhà này là vừa hoàn thiện xong hết, gần như là căn nhà mẫu. Còn một số căn nữa thì đang trong quá trình hoàn thiện nốt những khâu cuối cùng. Hiện tại ngoài đang quay căn mẫu gửi tới cho quý vị thì tất cả những cái căn còn lại thiết kế nó cũng tương đương như thế này. Và thiết kế tầng 1 thì phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh rất là rộng đây mọi người ạ. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60, phần sơn của ngôi nhà cũng thiết kế xong hết. Thiết bị vệ sinh, trần thạch cao, hệ thống đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt xong hết rồi. Nói chung là chưa quay mà đã bán là quý vị biết nó hot thế nào đúng không ạ? Chưa quay, vị trí này Ngọc Ánh chưa quay cho quý vị nhưng mà đã bán được 6-7 căn rồi. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà với tủ bếp thiết kế là tủ gỗ. Xung quanh bếp thì là ốp gạch, mặt bếp ốp đá granite, phụ kiện bếp lắp đặt xong xuôi. Theo như hiện trạng thì với ngôi nhà này là quý vị dọn đồ về và ở ngay. Còn những ngôi nhà bên cạnh mà đang trong quá trình hoàn thiện thì nó chỉ bàn giao trong khoảng 3 đến 5 ngày là xong hết nha mọi người. Ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp thì ở tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh cho quý vị, đầy đủ về bồn cầu, công năng đáp ứng rất là hợp lý, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Tính từ cái vị trí phòng khách này, phòng bếp, phòng vệ sinh thiết kế tương đối là hợp lý. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 của ngôi nhà thiết kế là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng và ngăn cách giữa phần cầu thang và cửa chính thì thiết kế cho quý vị ở đây công năng là một cái vách ngăn gỗ ngăn giữa phần cầu thang và cửa chính cho quý vị. Mời quý vị khám phá cùng em lên trên phía các tầng phía trên của ngôi nhà nhé. Với diện tích rộng, tầng 1 thiết kế như thế thì tầng 2 thiết kế công năng sử dụng ra sao? Trên phía tầng 2 thiết kế cho quý vị công năng sử dụng hai phòng ngủ, phòng vệ sinh ở phía bên ngoài và cầu thang ở phía cuối. Thì đây là phần phòng ngủ đầu tiên hướng ra phía bên ngoài thưa quý vị. Ở đây còn hai hướng cho quý vị lựa chọn, một là hướng Tây Nam, hai là hướng Đông Bắc. Diện tích 40 tới 43 mét, thiết kế và xây dựng 3 tầng. Ô tô đỗ cửa, 3 tầng thiết kế được 3 phòng ngủ, rất là rộng, rất là thoải mái, công năng sử dụng trong một hộ gia đình quá là ok luôn. Em mọi người ạ, phòng ngủ, phòng thì được thiết kế cửa sổ này, ống chờ, dây chờ, áp chờ, điều hòa, đều rất là ok. Và còn một căn phòng ngủ phía bên trong nữa. Đây là phần phòng ngủ ở phía bên trong.
Phòng ngủ ở phía bên trong thì có nhỏ hơn một chút so với phòng bên ngoài, nhưng mà nếu như mà để sử dụng phòng này thì quý vị có thể để cho con cái, còn phòng kia thì bố mẹ sử dụng. Cửa sổ thông thoáng từ phía cầu thang và phòng nào cũng đầy đủ ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Một căn nhà rất là hợp lý đúng không ạ? Tất cả các cửa thông phòng đều thiết kế là cửa gỗ. Và phòng vệ sinh sử dụng ở phía bên ngoài cho hai phòng ngủ tầng 2 rất là rộng. Vừa rộng vừa sâu mọi người ạ. Đây, phòng vệ sinh đây. Được ốp bằng bộ gạch lên trên tới gần trần, có cửa sổ thông thoáng để lấy cái không khí ở bên ngoài vào. Đây, thiết bị vệ sinh, lavabo. Chưa quay, Ngọc Ánh xin nhấn mạnh lại, dự án này 13 căn chưa quay thì đã bán gần hết rồi. Cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm về cái pháp lý cũng như cái vị trí phải như thế nào, thì những khách hàng mua đầu tiên thì người ta cũng đã xem xét như thế nào rồi. Mời mọi người theo em lên tầng 3, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế cho quý vị một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tầng 3 thiết kế cho quý vị công năng sử dụng vẫn là hai phòng như ở tầng 2. Thì quý vị một phòng quý vị có thể để làm phòng thờ, phần còn lại thì là phòng ngủ, hoặc cái này thì tùy mục đích công năng sử dụng. Nhưng như vậy Ngọc Ánh review cho quý vị căn nhà 3 tầng thì là có 4 phòng riêng. Trên tầng 3 cũng thiết kế phòng vệ sinh cho quý vị ở đây. Này, phòng vệ sinh rất là rộng, rất là thoáng. Review sao chuẩn chỉnh cho quý vị nhất. Tất cả những căn nhà này đều pháp lý, sổ đỏ chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay của ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Đây, phòng ngủ nữa và phần còn lại sân phơi. Thực ra ấy, hôm nay em đang quay nó vẫn còn hơi bừa bộn và hơi ồn mọi người ạ, bởi vì những cái căn nhà bên cạnh nó đang vào những cái phần hoàn thiện cuối cùng về phần gỗ này, cầu thang, lát đá, cho nên nó hơi ồn mọi người nhá, mọi người thông cảm giúp em. Đây là phần sân phơi. Nói chung là thiết kế tối ưu công năng sử dụng. Đó. Nhà thì thiết kế đơn giản, không cầu kỳ, không hoa mỹ, nhưng mà nó đánh vào cái giá thành của khách hàng mọi người ạ. Giá bán chỉ có ngót 2 tỷ, chưa đến 2 tỷ thôi mà sở hữu cho mình một ngôi nhà, cả nhà và đất. Tất cả các nhà, các căn này thì đều có cửa thoát hiểm, cũng như là thiết kế tương đối là đầy đủ, thông thoáng, ánh sáng ngập tràn. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể, liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.